Chào các bạn đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trả những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Như đã hứa thì mình quay trở lại với cái chủ đề đó là vợ chồng của các bạn là ai. Thì đây là trải bài chung nên hãy đón nhận một cách cởi mở nhất. Và người nhắc đến trong trải bài có thể là bạn hoặc là người kia. Đây là thông điệp hai chiều mà. Và các bạn hãy chọn đi. 1, 2, 3, 4. Hãy chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Sở dĩ mình không đặt bất kỳ thứ gì nên các cái tụ bài này là bởi vì mình muốn các bạn chọn một cách khách quan nhất cái tụ bài mà các bạn cảm thấy bị thu hút. Thì như thế nó sẽ chính xác hơn và khách quan hơn. Ok, chúng ta đến với số 1. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên với câu hỏi vợ chồng tương lai của bạn là người như thế nào. Thì đây là trải bài chung và cũng là trải bài hai chiều nên lại đón nhận chiều đúng với bạn. Người được nhắc đến, những cái trải nghiệm được nhắc đến trong cái trải bài này có thể là của bạn, hoặc là của họ, hoặc là của cả hai. Ok, với câu hỏi này thì mình xin trả lời là vợ chồng tương lai của bạn là soulmate của các bạn, là một người có kết nối linh hồn đặc biệt với các bạn. Mình thấy là họ là một cái người đã trải qua rất là nhiều trong cuộc sống. Họ đã có những lúc rất là khó khăn, rất là tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, chìm trong bế tắc. Thế nhưng mà họ đã tìm được cho mình cái con đường mới, một cái con đường đi và một cái hướng mới, và cho mình một cái sự khởi đầu. Thì có thể là trong quá khứ thì họ cũng là một cái người mà khi mà họ chìm trong cái nỗi đau, nỗi tuyệt vọng về một cái vấn đề nào đó ấy, thì họ cũng đã tự trách bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà đến cuối cùng thì họ cũng đã có một cái sự khởi đầu mới và bắt đầu một cái con đường mới, một cái chương mới. Thì họ hiểu ra được cái giá trị của bản thân họ với cái lá lớp Love yourself first ở đây. Love yourself first. Và họ tập trung vào công việc, tài chính, tiền bạc. Và mình thấy là người này có cái khả năng tài chính, tiền bạc rất là tốt, rất là vững chắc. Hai bạn gặp nhau ấy, có thể là trong công việc nhá. Và có thể là trong công việc, và có thể là cái đó là cái khoảng thời gian mà cả hai bạn đều, người này đến vào cái lúc bạn không mong chờ nhất và người kia cũng không mong chờ nhất. Tức là hai người không nghĩ là hai người có thể yêu nhau rồi lại đi đến kết hôn với nhau cả. Có thể là gặp một cách tình cờ bình thường thôi, trong công việc thôi, nhưng mà bất ngờ hai người lại nảy sinh tình cảm với nhau. Thì có thể ban đầu giữa hai người có đó là cái sự khá là mập mờ, sau này thì mới bắt đầu phát triển dần dần. Họ là một cái người hiểu được cái giá trị của bản thân, bạn cũng thế. Và hai người dường như là đã học, tức là ăn hành sau khi ăn hành, có thể thôi nhá, là sau khi ăn hành xong tất cả, khi mà hiểu ra được giá trị bản thân thì hai người gặp nhau, tìm đến nhau. Và hai người hiểu rõ được giá trị của bản thân, hiểu rõ được cái giá trị của người kia. Chính vì vậy hai người dành cho nhau một cái sự rất là tôn trọng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cảm xúc của cả hai bên. Và người này có thể là người lớn tuổi hơn bạn, đối với các bạn nữ nhá, thì đây là người lớn tuổi hơn các bạn. Còn đối với các bạn nam thì cũng có những cái đặc điểm mình nêu thôi. Còn đối với các bạn nữ, chồng của các bạn là một người có thể là làm về kinh doanh, doanh nhân. Họ là một người rất là lãng mạn, giàu có, họ có thể là có tóc đen này, họ có óc kinh doanh này, rất là quyến rũ và thành công. Còn đối với các bạn các bạn nam ấy, mà có đối tượng là các bạn nữ, thì cái người này, cô gái này thì cũng là một người rất là biết cách làm chủ trong cuộc sống, hiểu rõ được giá trị của bản thân. Và đối với các bạn nam ý, mà khi mà đến với cái người này ý, thì
việc quan trọng nhất đó là hãy tôn trọng cảm xúc của cô ấy. Tức là đối với bên nào cũng thế thôi, các bạn phải tôn trọng cảm xúc của người kia, tôn trọng, hiểu được rõ giá trị của bản thân bạn. Khi mà bạn yêu bạn, bản thân bạn đủ thì bạn mới có thể có được một cái tình yêu cân bằng và trọn vẹn. Thời gian sẽ có cái cơ hội để cho hai bạn gặp nhau. Thì như mình thấy thì bạn sẽ chưa gặp người này bây giờ đâu luôn đâu. Có thể bạn sẽ gặp vào khoảng tháng 6. Tháng 6 năm nào thì mình không biết. Hoặc là 6 tháng nữa, 6 tháng nữa. Thì mình thấy có là số 6 ở đây. Thì có thể là 6 tuần, 6 tháng, 6 ngày, 6 tháng 6. Nhưng mà ở đây với cái lá bài là không phải là ở cái thời gian hiện tại. Thì mình có thể là thời gian được nhắc đến trong bài là có thể là 6 tháng nữa hoặc là tháng 6 một cái năm nào đấy. Thì hai bạn khi mà đến với nhau thì có cái sự thấu hiểu rất là, lẫn nhau rất là nhiều, bởi vì hình như là hai bạn cũng đã trải qua rất là nhiều và có một cái sự đồng cảm rất là lớn ở đây. Hai bạn tôn trọng cảm xúc lẫn nhau, tôn trọng nhau rất là nhiều. Đối với các bạn nữ thì nói chung là cũng trúng lớn rồi. Đây là một người đàn ông khá là quyền lực, quyết đoán ấy. Cũng là một người có cái sự độc lập, có sự độc lập. Mình rất là thích người đàn ông ở số 1 này. Các bạn, đối với các bạn nam thì các bạn có thể hiểu là cái người nữ này là một cái người rất là độc lập trong cuộc sống, họ hiểu rõ giá trị của bản thân. Ok, chúng ta đến với số 2. Xin chào các bạn, ở chọn tụ bài số 2 với câu hỏi đó là vợ chồng tương lai của các bạn là người như thế nào. Thì mình thấy có một câu chuyện như thế này. Vợ ở đây không nói về nhiều các cái trải nghiệm mà hai bạn đã có trong quá khứ, tức là của từng người, mà là nói về cái tinh thần đây rất là lớn. Cả kể ở trải bài, ở cái tụ bài trước lẫn cái tụ bài này thì nó đều nêu cao cái tinh thần yêu bản thân ở đây, với cái lá này attraction và lá 9 xu đều nói về việc đó là hãy biết, hãy yêu bản thân, hãy chăm sóc khu vườn của bản thân thì chim và bươm bướm sẽ tự bay đến, những bông hoa sẽ nở trong các khu, trong cái khu vườn của bạn. Và chính cái năng lượng yêu bản thân đó của bạn, năng lượng cao, năng lượng tốt đó của bạn thì bạn đã gọi soulmate của bạn vào trong cuộc sống. Và soulmate này chính là chồng tương lai của các bạn, chồng hoặc vợ tương lai của các bạn. Thì mình thấy đây là một cái mối quan hệ rất là vững chắc, rất là ổn định. Nhưng mà mình cảm giác như là để đi được đến cái sự ổn định ấy thì hai bạn sẽ trải qua những cái sự những cái khó khăn ở trong cuộc sống cùng với nhau, trải qua những cái sự khó khăn cùng với nhau để đến khi mà hai người có được cái sự cân bằng ổn định thì hai ổn định và cả hai đều đạt được những cái, có thể là cả hai cùng nhau đồng hành cùng với nhau đạt được những cái thành công ở trong cuộc sống. Người này thì họ hiểu được cái giá trị của bản thân bạn và bạn cũng biết được là mình xứng đáng với điều gì. Khi mà hai bạn ở bên nhau ấy, thì hai bạn cho nhau cái cảm giác rất là bình yên. Ở đây thực sự nêu cao cái tinh thần yêu bản thân một cách kinh khủng. Và chính bởi vì cái sự yêu bản thân đó thì bạn mới hấp dẫn được những cái người tốt, những cái người thực sự trân trọng cái con người bạn, cái những cái gì thật nhất ở bên trong bạn. Bạn không việc gì mà phải tỏ ra là mình thế này thế khác, bạn cứ sống thật với chính bản thân bạn thôi thì người này rất là yêu những cái thật đó của bạn. Hai bạn sẽ trải qua cùng nhau, trải qua những cái sóng gió, có thể là mình thấy là có những cái sóng gió, có thể là sẽ diễn ra một số cái trắc trở trong câu chuyện tình cảm của các bạn. Mình không biết là nó đến từ đâu. Nhưng mà sau tất cả các bạn sẽ vượt qua được, sẽ có cho mình được một cái big happy chain ở đây. Trời ơi, đẹp lắm. Và hãy tin tưởng vào vũ trụ có những cái kế hoạch tốt đẹp hơn dành cho bạn và dành cho người ấy. Cho nên là khi mà đến với nhau mà có gặp những cái khó khăn ấy thì hai bạn cũng đừng nản chí, hãy cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau vượt qua, tìm cách giải quyết. Ở đây thì
không miêu tả rõ người này về ngoại hình như thế nào, thì nhưng mà mình thấy là họ là một người có cái tính cách rất là ổn định, khá là quyết đoán, tức là họ quyết gì là họ sẽ làm. Họ là một người rất là ổn định, rất là đáng tin cậy. Họ cũng sống vì lý tưởng của mình rất là nhiều. Công việc của họ, về công việc sự nghiệp của họ thì công việc của họ cũng có một cái công việc rất là ổn định và lâu dài. Có thể người này có cũng sẽ có được những cái ngoại hình khá là bắt mắt đấy, khá là đẹp đấy, khá là soái. Đấy là đối với các bạn nữ. Chồng các bạn có thể là một người rất là đẹp trai, rất là soái, rất là thu hút ánh nhìn của người khác, khá là quyến rũ. Còn đối với các bạn nam ấy, vợ của các bạn thì cũng có thể là một người người mà rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ, rất là hiểu rõ được cái giá trị bản thân của cô gái đó, và họ có một cái nét gì đấy cực kỳ thu hút bạn. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy chờ đi, người này sẽ đến thôi. Và khi người này đến thì hãy cùng họ, đồng hành cùng họ vượt qua được những cái khó khăn, những cái sự đấu tranh này. Có thể là sẽ có khó khăn đấy, nhưng mà các bạn chắc chắn sẽ vượt qua được. Hai bạn nhìn tìm thấy nhau, hai bạn coi nhau như là kho báu của nhau, và cái sự bình yên của hai người sẽ đến, một cái big happy chain chờ đợi hai người ở phía trước. Về khoảng thời gian bạn gặp người này thì nó không nhanh, nó có thể là khoảng 9 tháng, hoặc là tháng 9 của một năm nào đấy. Nếu như tháng 9 sắp đến rồi, nếu như mà bạn nào mà gặp rồi thì comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, đấy là số 2, chúng ta đến với số 3. Chào các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài trung nghi, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải cái người nhắc đến trong trải bài này có thể là bạn hoặc là người kia. Thì mình thấy là có thể là trong quá khứ bạn hoặc là người kia đã, hoặc là cả hai đã trải qua một cái sự sụp đổ bất ngờ của một cái vấn đề gì đó, có thể là trong tình cảm hoặc công việc, nó làm cho bạn sốc, suy sụp kinh khủng. Và đó là một cái ngọn gió của sự thay đổi, giống như là nó có sự tác động của số phận. Và rất có thể là cái sự sụp đổ đó liên quan đến tình cảm, với cái là release your ex ở đây. Thì lời khuyên dành cho bạn đó là hãy bước ra khỏi cái mối quan hệ cũ, những cái gì cũ ngưng xây rào đi, dường như bạn đang rất là phòng thủ. Ok, bạn và họ, hoặc có thể là cả hai người đã trải qua những cái sự sụp đổ, những cái cú sốc ở trong cuộc sống, và cái điều đó thì có thể là khiến một trong hai bạn hoặc cả hai bạn, mình nói là ở phía người kia nhé, họ rất là phòng thủ bản thân. Họ rất là phòng thủ bản thân. Họ đã từng có cái thời gian phòng thủ bản thân. Nhưng mà mình thấy là họ đã trải qua được những cái sự chuyển hóa ở đây. Tức là chuyển hóa từ cái thế giới chỉ có một cái màu đen trắng, sang cái thế giới muôn màu. Giống như là họ được sống lại một lần nữa, họ cho mình một cái khởi đầu mới ở đây. Họ vượt qua được những cái khó khăn. Và ở hiện tại thì họ là một cái người mà rất là lý trí, quyết đoán, nhưng mà trong họ cũng tràn đầy sự yêu thương. Đối với các bạn nam ấy, vợ của các bạn có thể là cái người phụ nữ rất là quyến rũ, có một cái chỗ đứng nhất định trong cái xã hội. Họ rất là giàu cảm xúc, giàu tình cảm. Nhưng mà bên cạnh đấy thì họ rất là quyết đoán. Ngược lại các bạn chồng của các bạn nữ cũng như vậy thôi. Họ cũng là một người rất là quyết đoán, nhưng mà bên cạnh đó thì họ tràn đầy tình yêu thương. Hai bạn cái vấn đề giao tiếp giữa hai bạn ấy, nó là một cái vấn đề mấu chốt rất là quan trọng trong cái mối quan hệ này. Có thể là khi cái người này đến ấy, thì bạn hoặc là người bạn có thể là bạn chưa sẵn sàng, hoặc là có một cái gì đó ở người đó làm cho bạn cảm thấy là chưa được ổn lắm, hay là có một cái vấn đề gì đó mà vẫn lấn cấn ý.
Thì lời khuyên dành cho bạn đó là hãy cho người này một cơ hội, hãy cho cái mối quan hệ này một cơ hội để hai bạn có thể tiến đến với nhau. Và mình thấy là cái người này khi mà đến với cuộc sống của bạn ấy, họ cũng đem lại cho bạn khá là nhiều cái sự may mắn. Người này thì là một người rất là yêu gia đình, luôn hướng về gia đình. Tài chính của họ rất là ổn định. Họ là một người thích bao bọc người khác, là một người khá là truyền thống. Đôi khi thì có một cái sự cứng đầu. Đối với các bạn nữ thì chồng của bạn có thể lớn tuổi hơn các bạn. Công việc của họ thì cũng rất là ổn định, có thể là kinh doanh. Có thể là kinh doanh hay là làm ở cái công ty liên quan đến gia đình ấy. Thì mình thấy là cái người này sẽ đến vào cái khoảng thời gian thích hợp nhất. Khoảng thời gian mà cho mình để mình xem. Cái người này cũng là một cái người rất là lạc quan, cởi mở. Mình thấy là họ sẽ đến sớm đấy, trong vòng khoảng 2 ngày hoặc 2 tuần. 2 ngày hoặc 2 tuần. Hoặc cũng có thể, thật ra cái thời gian này thì nó cũng không quan trọng lắm nhá. Bởi vì đối với mỗi người thì nó lại đến vào có một cái khoảng thời gian khác nhau. Có người đến nhanh, có người đến chậm. Có thể bạn cũng đã gặp người này rồi. Cho nên là đừng quá quan trọng về cái thời gian. Ok, chúng ta đến với số 4. Còn nữa, đó là hãy, nếu như mà bạn có đang vương vấn người cũ ấy, thì hãy rời bỏ cái mối quan hệ cũ đó đi, thì người này mới có thể đến với cái cuộc sống của bạn được. Bạn phải có sự chuyển đổi trong cái cuộc sống của bạn. Cho mình một cái khởi đầu mới, cho mình một cái chương mới thì cái người này mới có thể đến được. Chứ còn nếu như mà bạn vẫn đang chìm đắm trong những cái cũ thì mà bảo 2 tuần hay 2 ngày nữa đến, thì bạn khi mà khi đó bạn chưa sẵn sàng thì cái người này đến cũng không có cái nghĩa lý gì cả. Ok, chúng ta đến với số 4. Chào các bạn, đến với tụ bài thứ 4, tụ bài cuối cùng. Với câu hỏi là vợ chồng các bạn là người thế nào, thì mình thấy là có thể đây là trải bài hai chiều nên lại đón nhận chiều đúng với các bạn nhé. Có thể là trong quá khứ bạn đã xảy ra một số những cái chuyện rất là buồn, đặc biệt là trong tình cảm. Có thể là bạn là người bị bỏ rơi, bị ai đó bỏ lại trong giá lạnh và bạn cảm thấy mình rất là cô độc, rất là lẻ loi. Nhưng mà một lời khẳng định cho bạn đó là hãy lạc quan với cái đời sống tình cảm của bạn đi. Bạn sắp gặp được một người, một cái romance cực kỳ gọi là tình yêu lớn. Và có thể hai bạn sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể nhé. Người này thì có thể là người có khoảng cách địa lý với bạn. Có thể đối với một số trường hợp thì là người nước ngoài, người có cái màu da khác, có một cái mái tóc màu khác. Đấy là đối với một số bạn thôi. Có một số bạn khác thì là có hai bạn có một cái khoảng cách địa lý với nhau. Và hoặc là hai bạn gặp nhau trên một cái chuyến đi. Gặp nhau trên một cái chuyến đi và ngay trên cái chuyến đi đó ấy, khi mà hai cái ánh mắt của bạn, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, thì hai người đã biết rằng là mình đã tìm thấy được cái tình yêu lớn của đời mình, một cái tình yêu đích thực của đời mình. Và hai bạn khi mà đến với nhau sẽ có được những cái sự ngọt ngào, sự vui vẻ rất là tốt đẹp. Có thể là cái khoảng thời gian khi mà bạn gặp cái người này, lúc đó thì bạn, trước đó thì bạn đã tập trung rất là nhiều trong công việc. Có thể là bạn đã tập trung rất là nhiều trong công việc, và bạn cũng không nghĩ gì đến việc là sẽ có người yêu rồi đi đến kết hôn đối với một ai đó cả. Bởi vì mình thấy là có thể là bạn đã trải qua những cái sự tuyệt vọng, những cái sự đau buồn ở trong tình cảm, nên nhiều khi là đối với một số trường hợp là không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng mà thật là bất ngờ, người này đến với cuộc sống của bạn giống như là một cái cỏ bổ lá, giống như một cái điều may mắn vũ trụ mang đến cho bạn. Người này có thể là người thuộc cung lửa, bạch dương, nhân mã, sư tử, đặc biệt là sư tử. Có người thuộc cung nước, song ngư, cự giải, bọ cạp, và có người thuộc cung đất.
Có thể là bạn nghĩ trước đó thì bạn nghĩ rằng là mình sẽ nói không khi mà bất kỳ ai đến với cuộc sống của mình, bởi vì lúc này bạn chưa sẵn sàng. Nhưng mà bất ngờ thì bạn gặp người này. Người này là một giống như là một cái mặt trời, giống như là vầng mặt trời, đem đến cái sự thành công, cái sự thành công, cái sự may mắn. Người này cũng là một người rất là tỏa sáng, nhận được cái nhiều ánh mắt chú ý từ người khác. Và đây là cũng là một cái tình cảm hết sức tốt đẹp. Đây là cái tình cảm lớn, đây là cái tình cảm lớn xứng đáng để mà bạn nỗ lực vì nó. Với cái lá bài đó và cái lá bài romance ở đây, như mình đã nói thì đó là một cái tình cảm mà nó rất là vững chắc. Nó vững chắc. Không hẳn là nó sẽ kiểu khô khan mà nó sẽ rất là lãng mạn, rất là tuyệt vời, tức là nó tràn ngập tình yêu, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hy vọng, tràn ngập sự ngọt ngào này, sữa và mật ong. Cái người này thì là một người có thể là người nước ngoài này, là một người rất là cởi mở, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thôi. Họ có thể là họ có da sáng, tóc màu nhạt, đấy là đối với một số trường hợp mà là người nước ngoài, là người đến từ nước khác ấy. Thì ở đây cái năng lượng là, tức là họ họ đến từ xa hoặc là họ đến từ cái vùng miền khác khá là lớn. Hai bạn có thể yêu xa hoặc rồi mới đến được với nhau, hoặc là xuất thân của hai người từ khác vùng miền nhau, có thể là cách xa nhau nhưng mà sau đó thì hai bạn vô tình gặp nhau, hoặc là hai người vô tình gặp nhau trên một chuyến đi, hay là trong các cái hoàn cảnh sống của hai người, thì người này có thể đến chỗ bạn ở chẳng hạn và làm việc ở đó, thì hai bạn nảy sinh tình cảm. Tức là nó sẽ có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau, nhưng mà đây là cái tình yêu lớn xứng đáng để mà bạn nỗ lực vì nó. Người này cũng là một người rất là khéo léo, rất là khéo léo, rất là hiểu rõ được sức mạnh của bản thân. Họ sẽ đem đến cho bạn những cái điều, tức là họ họ sẽ dành cho bạn những cái điều mà tuyệt vời nhất của họ, tuyệt vời nhất, ấm áp nhất. Dường như là người này sẽ đến vào cái lúc mà bạn sẽ không ngờ tới. Và hãy lạc quan về cái chuyện tình cảm của bản thân, của cái đời sống tình cảm của bản thân. Ok, đó là người số 4. Người này có thể làm về làm một cái công việc gì đó, có thể là đi thường xuyên là đi chẳng hạn, hoặc là một thương nhân, hay là nói chung là cũng là một cái người mà có cái tài chính, sự nghiệp rất là vững chắc. Ok, chúng ta cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.